Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người, hôm nay thì mấy anh em mình đi câu cá tra ở bên Hoàng Hải. Và bây giờ bạn Tú sẽ giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm hôm nay mình sẽ test nha. Rồi, hello mọi người, mình là Tú nha. Hôm nay mình đi test sản phẩm mới của Bushido. Đa số toàn là dùng đồ của Bushido hết. Gồm có dây, nhựa, đường là cũng là Bushido luôn. Có 4 size từ 0.47, 52, 57 và 62 nha. Mỗi size có 4 màu. Với lại hôm nay mình quýnh dây siêu bền và lưỡi Bushido. Đây. Bushido Octopus Blue Monster. Rồi đợt này dây á mà được pha thêm carbon nên dây rất là khỏe ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tóm một chùm này mình bắt cá cho mọi người xem. Hôm nay mình lưỡi màu xanh đẹp quá ha. Thì món bánh tráng vô cầu đi. Bây giờ mình qua hai phòng mồ để test con cá nha. Hôm nay được anh Hiền tài trợ 100kg bún. 100kg bún quýnh giải trí. Đúng thúi luôn á. Nó chua thơm với chua thúi, anh Hiền buồn á. Thúi cá mới ăn với thơm sao ăn. Nó quýnh ngay cái bùi rau muống đó, hồi là cá lóc ăn à. Cá lóc ăn chứ không có cá tra đâu. Cá lóc đâu mà câu. Cá lóc ở đây nó cũng không ăn. À, chồng cái bún nó đánh tới bao giờ. Đâu tí tu tủ quăng vậy. Tủ. Quăng vô. Kêu kêu tủ. Ngoài á. Chưa. Cứng lên. Cứng không? Đó. Đóng về sau qua. Kêu anh mới can bún. Hát còn thấy có chịu ghê không á. Đó là thôi, cần tiếng hả? Tiếng cần mới dựng á hả? Dạ, mới dựng bữa đó. Nè. Bữa lấy phôi về dựng giờ quấn hả? Đúng rồi. Hai cây nữa. Thì ngược tay nó vậy chứ làm sao? Đây, thằng Tú đang bắt cá bằng cây Mandica nha. Nó chưa ăn sáng sao mà nó rung quá vậy nè. Không muốn ngược tay mọi người ơi. Ngược tay khó chịu quá. Khoan từ từ. Nó đợt con cá này nhớ đợt Tú mới xuống bên phía trời mà nó xuống thủy thôi còn cá nhưng mà mua bên trắng nó vậy tức không nói đến nữa. Tú Tú thôi hơn Tú Tú Tú. Mọi người nãy giờ mình quýnh nãy giờ cá chưa anh. Giờ thì còn đang Covid nhiều lắm nên đeo khẩu trang nhiều vô. Ai cũng đeo khẩu trang hết.
bảo vệ gia đình mình ha. Không, tim qua tim qua đài bên kia thì để cho tim ảnh đi đó, đâu ai đâu bắt cóc anh nó sợ mà nó bể hết á. Bốn được rồi, bỏ bốn xuống hả? Nước ở dưới hồ nó còn thúi hơn cái này nữa. Không, nó bò. Bò nó bò à? Bò lên vào lớp bò bò với tướng dài đó. Tướng tướng bắt cá. Cá xấu thiệt. Tướng giống mà nói ông bắt cá thôi. Cáo dây nhiều. Thấy không? Thấy Bushido không? Vô một cái cứng luôn. Gì mày? Thu nó này ca. Rồi, nhấp luôn kìa. Đóng một cái là vô liền chứ. Gì? Phải chứ, cần đóng ở đấy. Chùm nó đang không, làm mà. Ừ. Lưỡi Bushido một cái là xuyên liền. Đấy. Bắt luôn. Kìa. Cái cốc kìa. Nói rồi thấy không? Bắt luôn. Bóp. Phải bắt đi má, trời nữa má. Ủa, mình có sao nhiều dạy mình quên nè. Có nhiều dạy nữa. Ừ. Năm giờ mấy mình dạy rồi. Má, cá bự nè. Con này bự mà. Kéo ngóc đầu lên bờ luôn. Kéo con cá xỉu vậy mới được đúng không? Nó dính cái bọc vô bơi đâu nổi đâu. Chưa. Nó vô nè. Chưa. Chưa bao nhiêu anh? Được rồi em. Nghỉ cái bọc ra, nắm cái bọc đi. Ừ. Đi câu quá tuổi thơ vô tới nơi luôn. Không biết đâu cho vô đâu. Giật quá giật hết. Mày lén vô tôi có thấy không? Mấy cái? Đã không? Ừ. Mấy cái? Cắt gì mà hết rồi anh bóp. Lần này sao ăn? Bóp. Cắt gì mà hết rồi anh bóp. Cắt gì? Cắt ngang hết luôn. Đấy. Bung rồi hả? Lưỡi bung rồi hả? Làm cho mấy người kia trước đi. Rửa tay ăn vừa. Ba cái. Ai ăn nữa không? Em ăn không ấy? Kia có ăn không? Đấy. Hết nhiều chứ, ba cái nhiều. 45 rồi. Đưa cái kẹt đỏ vô chậu kìa. Chưa, mà anh bút kìa. Bút luôn nè. Bút luôn ha. Bút mấy viên ra rồi dụng luôn, rồi dấn mấy viên nó dụng luôn. Rồi đổ qua cái nước rồi bút. Đây là bún vô bánh hèn rồi chạy vô, bộ miếng chạy vô. Ờ, rồi bún nó không bún không không hả? Ừ. Nó cũng không, cái này nó cũng có hàng luôn á, chuyện em có hiểu rồi, thấy nhỏ này nó không mà cài vô chứ mình nó chạy
Dạ. Ốc quế sầu riêng thôi. Ốc quế sầu riêng. Bữa tôi hết một xanh đúng không? Bánh mì cũng ngon mà. Bữa tôi hết một xanh đúng không? Giữ ta, thiệt đây quên lên đâu cây. Giờ sao? Để mày nè. Để nó rớt ra. Để cái ly nè. Cái ly kẹp. Bóp luôn, bóp chị bảy luôn. Bảy luôn hả? Cá ăn là la là quăng ngột, quăng ngột bánh mì luôn. Mấy cái xe này nhắc nhớ hồi xưa có ông vô ông bán cho em nè. Ông bị rớt nguyên cọc tiền 700 mấy chục ngàn. Mà xưa hồi anh nhỏ nhỏ lớp 3, lớp 4 700 mấy chục ngàn là nhiều. Mới lượm nguyên cọc tiền nè. Cái hồi không biết ai cứ cầm vậy á, cái hồi thấy ổng hoành lui ổng tìm chạy xuống đưa cho ổng. Khỏi luôn. Đó thời mấy hồi đó 700 ngàn là mấy chữ rồi. Còn 700 ngàn còn. Ủa cái bào giờ không làm. Cái đồ xưa là lấy đồ trà á. Lấy cục đá. Ủa, giờ có máy hết rồi. Lấy tay bỏ không còn ra luôn. Rồi. Xe vô cứng chưa cứng à, xe chưa cứng nè. Xe chưa cứng mà cứ quánh hoài luôn á, trời ơi. Vậy. Xảy ra ông nội ơi. Đi vậy? Còn. Nó vô. Cái tướng nó giật. Cá vô rồi muốn luôn. Cái tướng nó này. Má vụ cái nho. Bắn mặt không? Có ký á. Sao mà dưới người ta cũng mấy chòi đến vậy? Lùng mà sao mê bánh cao quá à. Bánh sao? Làm đi. Nè. Để cho người ta bắt giùm cô. Cho tiếng quắc đi. Nó nhảy vô kia luôn kìa. Bắt đi. Bắt đi. Chứ em từ sau đi cũng bắt rồi cũng sao không sợ. Thử cô hút nè. Còn có cái nè. Có thả cái cần cho con luôn á. Đãi 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 dù hộ. Thử có chân cá. Ta có cá rồi bút luôn nè. Bỏ cung má đâu thả được em bút. Bờ nhìn phút cái chẳng thà. Quýnh không sảy anh kẹt. Đang ép càng chạy à.
Ủa? Nó như vậy? Như vậy này được. Nó nổ cái nó đâm vô trong đó luôn mà. Trời ơi. Má mặc kệ, ta không hề biết gì. Cái này đâu phải tầm mình đâu, chứ nãy nó đâu có đó đâu. Trời ơi. Hèn chi á. Nó này up clip lên rồi mất idol hết. Mất fan hết. Đúng anh. Quánh dưới mà phải chịu thôi, quánh giải mà anh. Chứ đại dây phía sau, đại dây này nó vô làm sao á. Chìm. Biết sao không gắn cò. Không gắn cò ở dây đâu có chìm đâu. Sao không gắn cò cha? Nó đâu có gắn đâu anh. Cò nó nhảy lên rõ ràng. Ở dây bên này hả? À. Ủa tao tưởng dính cây bên này chứ. Dính cây bên đó. Nãy giờ dính. Quay đâu má? Quay càng cho thả cái xuống rồi tính. Ủa, trả lại cục. Ủa. Ghê quá vậy ta. Đi qua AC cùng giờ. Đây mình đi chung thôi chứ mình đi chung chỗ mà chứ mình không quen biết. Thấy gì không? Chung giờ không nào thấy hết đâu. Chọc mắt luôn hết trơn rồi. Nhảy lên, giật nhảy lên. Nhảy lên, đóng nó. Hết mồi kìa. Trời ơi trời. Ôi ra, ra. Vô không? Mau vô. Giờ mới kẹt. Vô mặt tao nè. Ủa tao che cái mặt lại cơ hả? Vô bà ơi. Vô. Vậy đây muốn vậy chứ muốn nào cha? Vậy không hả? Vậy là bóp nó đã. Nhảy lên, giật lên, nhảy lên. Đồ con bánh thằng Bi chạy, đồ con xả Bi ra thấy gì phải không? Xả ra chắc luôn. Mày cá ăn nó xả dây mà. Má hay ta. Bữa đi câu vuông fit mà phải có bịch muối tôm trộn bánh tráng luôn. Bỏ đường cho đúng muối tráng đúng quả. Chưa có biết á. Dạ.
cưng 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 nè, ê cưng cho bà đông bớt kìa, bớt kìa, bớt nhỏ quá kìa, bụng bò con đúng không? Đâu, khá quá quá trắng. Nó làm hay lắm. Nhìn không? Cá được á, cá nội bự á. Cá trên bụng cái máy phút. Hả? Bấm cái nút đỏ trên đầu. Bấm để luôn. Sao nó không quay ta? Có cái mặt vô là hơi nó quay cái mặt. Nó quay trước luôn á. Ok. Nó quay trước mấy giây á. À, còn ơi. Cái này là chồng quá kia. Không sao sao xíu à. Cứu con cái mấy anh ơi. Nó chết rồi. Cá nhỏ xíu bơi không nổi luôn à. Đấy, thả nó quẩy một cái rồi. Là... là phải đặt qua bên hãng là làm mấy tháng trời mới để đi về tới Việt Nam á. Chưa đâu qua đâu. Lặn cũng cỏ. Sao ông giờ carbon nó lên giá quá đó, mấy hàng xưởng bển á. Mẹ quẻ mình nó hành đi ăn. Trời cỡ phút cây cây này là làm cỡ nào phút làm cỡ đó tên thùng chụp kinh vô. Mua đi phòng rồi về uống hết uống uống nó đi. Coi số nước. Ê, ê chân pin mất đi. Bắt đi. Bắt đi. Bắt đi. Bắt ngán rồi, hồi mình bắt sau. Gì vậy? Trời, cá mà quýnh mà anh. Alo. Cá mà quýnh con nào chất lượng đó. Em đi chành túng đúng không? Đi, em đi hướng Tân Hương á. Tân Hương ra Bình Long á. Hai bóp, bắt cá bóp mút không không kịp luôn, hai cục không. Quýnh cục thôi, cá dày quýnh cục thôi. Chụp hình nha, cho nó chụp hình á. Không, quẹo phải á, em dòm dòm á, có xe Minh Phương. Cá dày ba người quýnh cục thôi, là mất công. Không, anh sợ là chạy lên quận 5 á, quận 5 lại cái chỗ xe buýt cũ á, không biết nó còn mở không chứ bữa là nó giờ, nó xe tải nó đậu ở bên Bình Long. Nha. Ừ mà quận 5, quận 5 không bơ, quận 10 á, không biết có mở lại chưa, đúng không? Nó nhìn cái chạy biết rồi lớn. Không có lên. Ôi, nhìn heo quá. Nhớ cái không? Trắng hả? Kêu mở bút bó. Bông. Trắng hả? Thấy bắt cái trắng hả? Thấy nó lên chưa? 17 kiếm mấy đập heo rồi mà chưa tới giờ. Chính. À, em đến phút ghiền quá, 8 giờ quýnh luôn. 9 giờ em đập heo. Có heo nè. Cá trắng thấy lên chưa? Ở lụng quá bự quá ơi. Heo anh em ơi. Ừ. Cái heo gỡ vốn đi. Trời quá cá một xíu. Nó kéo không nổi hay là gì á. Má ăn cá cũng chỉ rử luôn á, làm như cá luôn á, 2 kg rồi. Uống gì? Uống gì kêu loại một hết luôn à. Đại. Kêu hùng bia nó loại một mà khỏi lựa. Nó lớn á, nó lớn á. Uống 7 ốc cho nó ấy. Ca 7 ốc hả? Ca 2 ốc. Cái lâu đó ca. Cái lâu đó là 15, 16 kêu em... có 7 ốc luôn à. Mấy ba bị ốc, ba con ca, vậy... ba nước suối đi. Rồi ca, cần ấy. Có này vậy, cui được hết á không? MC à? Ừ, được. Quá luôn hả? Ngay... quá luôn. Khu này là khu gì thế? Cắt là quát rồi. Khu bơi cuối. Khu bơi cuối á, chị. Má con này ổn quá. Phi cá. Phi cá, phi cá. Đúng rồi, đúng rồi. Bán cái này mập rồi chắc hàng 11 à. Ừ. Chạy nước miếng. Phải chạy nước miếng. Đang kéo ông cá, phải chạy nước miếng đứt luôn. Cái này mày nè. Chỗ nãy á. Bạn anh cảnh rồi phải không, coi nhờ bên cảnh rồi. Cảnh rồi gì vậy? Nếu tên hỏi là Hoàng Hải á.
Cái mấy hồ bự bự này có mấy đại gia quýnh mấy ông quýnh không nổi không? Cô cũng thơi mấy theo quýnh không nhỏ. Vậy hả? Còn gì cảm giác trời? Bắt cá được anh không cần quýnh. Nó phải giật cá rồi mới vui chứ. Thì mấy ông giật mấy này quýnh cho mấy ông bắt. Cá ăn bèn á, ổng ra ổng giật. Ủa nãy là... Ơ chị pin làm nhiêu chùm vậy? Làm nhiêu chùm hả? Hai chục à? Xe cứng cái càng đóng. Rồi chú cứng má ơi. Chạy vô á. Dính không? Dính rồi. Chạy vô á. Quay nhanh lên. Kéo căng lên, kéo căng dây lên. Nhịp nhàng thôi. Cung cái kẹp. Quay theo. Cá bên đây chui vô bụi cỏ không à? Cái mặn nó lên có kỳ nha. Cái mặn lên thành ba hồi anh ấy không nổi cái gì đó mà. Quay ép nữa anh, ép nữa, ép về đây luôn. Đúng rồi, ép mặn lên bị luôn. Anh ép nữa. Bị luôn cả gần thôi. Đừng có ép, đừng có nó đi. Đừng có hạ đó đó, đừng có để nó kéo lại như vậy. Này luôn có xả mà. Chết rồi. Này qua luôn, vướng cần này nè. Này luôn. Không, thấy quýnh mấy cần dít nhẹ mà. Cứ lên bóp. Mấy cần dít nhẹ lắm đúng không anh? Trời, nó chống á. Má có bóp 3 chùm, móc được con chùm mà. Đứng lên. Không cho chạy luôn. Bứng luôn. Quýnh giải còn ráng không chạy chứ. Quýnh giải con cá là tiền. Ừ. Này không vướng cần ta nữa. Quýnh giải rồi. Đó vướng cần cái thằng mặc áo gấu á, mới qua nó đấm vô mấy cái. mặt nó hơi căng rồi đó. Vướng cần tao hoài hơi căng. Che lại. Rồi chuẩn bị để tay vô cái cần lên hái luôn. Rồi. Chưa, người ta kẹp vô. Ta kẹp cá anh. Chụp rồi thả cà lê ra, chụp đi pin, chụp. Thôi để sau để. Mà cứ nhiều ngồi không có còn nào. Chừng nào hai chừng trắng hai cái lưỡi này nó dài tới giờ dưới mà bánh chung nó còn rối luôn. Kìa, dở kìa. Tự anh máng rồi, máng. Máng ở đâu? Chạy qua máng. Nó chạy rồi bố ơi. Kéo căng nữa rồi. Nói tao ra tao khùng, tao đóng hay la chứ nữa. Cò đi, không vui. Tao rồ rồi đúng không? Đào của em thấy cá người ta máng cho nhưng... Bên nãy này đủ anh ta ram chặt cái chân đủ đèn ram chặn cái chân là trước này đủ anh tuyết thấy nào tú cũng chạy ra đóng cái đủ anh ta đạp dưới hồ luôn đủ con cá tao đang bắt cá cầm câu giải nữa kìa dở kìa nổ rồi đó đụng má lại tao lao sơn xét viên đã má qua đóng luôn à đóng đi vô quýnh một tay đụng má chán dán luôn đừng hỏi tại sao không biết tự nhiên quýnh nè cố lọt xuống nè chậm ẩn câu dưới dân câu bị quýnh cá mém con nước luôn lòi nguyên cái giò lòi nguyên cái giò phải xuống nước luôn á cái giò đặt xuống nước luôn tổng kìa cố gắng kìa cái nhúng chụp hình đi chụp hình ủa má cá lớn kìa. Chụp đi. Tụi má này mà hồi qua này là trong lưỡi không? Trời chụp lưỡi xanh rồi, kêu lưỡi xanh chụp. Cái con má lưỡi gì đó, con là cái người đó. Trong này cá lớn hơn nè. Này là trong bố già rồi đụng má nó mất tim. Nói chị thôi kìa. Bố
bữa con mình chín chứ ba chín liêm không á. Trộn cái nồi dòng chết mẹ luôn. Chào hết rồi, lấy mệt quá. Sáng giờ tao mới có một con cá cần ben đó. Kìa. Ừ, đầu tiên quay, đó, đậu mai cũng con cá được. Im, im nè. Được 30kg, câu 25kg thì dậy mẹ nó hồ luôn. Chảo luôn, chảo luôn, đúng rồi, đúng rồi. Má nội ngoại hai bên. Bò nữa rồi, bò nữa rồi. Bò nữa rồi. Ê, bò quay giùm bên cường cái. Chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Trả đi ngồi. Mà khảo, mà khảo. Mẹ, mày con chứ. Con bây giờ cũng dẫn với bà thì tao ngắt ra cho nên lên. Má, mày vô đi, tao mệt quá. Má, cái đi mà nó nóng. Pin Satya mà nó nóng luôn mày. Mày không. Mấy tao dừng bò mấy lại tao làm không? Được. Hả? Má, bẻ cái lỗ tao luôn là đủ mẹ. Trời, của ông Cường đằng kia cũng thứ dữ luôn rồi. Đủ mẹ, hai con đấu ăn lộc luôn nè. Ông Cường ơi, lấy mượn cái đai của ông Cường. Để cho. Thôi thôi thôi. Lấy mượn cái đai trên bàn thôi. Mượn cái đai gì kìa? Tới nữa rồi, bên đây bò. Cái đai chứ ba nó gì không? Mất cái nó. Lấy mượn cái đai trên bàn coi. Mày đụ mới sao tôi thắt. Đây đây. Tiền ngủ mới hiền giới sợ thì chứ. Chưa lấy mượn chứ không cần thắt giùm. Đang ngốc. Đang móc bên chán. Đi qua kia trống kìa. Đói ống còn ai cho cho. Đấy đổ má kéo ra nha, để con qua đây nó bướng mệt lắm á. Đây làm quá rồi chứ. Ờ dạ dạ dạ. Đó nằm bên kia ống rồi đó, còn thấy không? Má đuôi bự lắm á. Dạ nè, em có làm lòng gì đâu. Không rồi, giờ mới hết mệt. Anh dạ, anh dạ. Ôi, còn 17kg rồi. Con này đọc heo, con này đọc heo thôi. Đọc heo, đọc heo. Sang ơi. Con này to lắm. Sang ơi. Anh chui qua chỗ này đó, anh lượm. Dở lên, anh lượm, anh chui qua luôn, lượm. Khỏe quá mà. Lên cần nó luôn đi. Con này to lắm nè. Đâu con heo. Quay lên luôn. Ra sư con bò đập heo đi. Lên cặn luôn cho em. Rồi, con bò cái bò rồi. Con bò nào? Con bò con bắt thương bò. Úi trời ơi. Con bò 37 kg rồi. Má to lắm. Bò lớn xe ơi. Từ từ rồi. Úi giời, con kia nó chạy gì ghê vậy? Bên kia bác. Úi giời ơi. Quay trong sang quay kìa. Quay quay lưới á. Có tiền rồi. Từ. Ba mấy tiếng. Từ. Gặp lại chứ. Từ. Quay rồi. Rồi tay xuống, tụi tay xuống, tụi tay bên kia. Con tay ông bên này. Tay ông sao ông ra nè. Rồi. Đi 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 đi. Con còn sảy hả? Nó bảo nó kỳ hả nó mà. Úi giời ơi. Con hơi sảy mấy hả? Uống má sảy cái chuyện con này. Úi đừng, đừng, đừng. Ngon anh một à. Gặp lại nha. Má Satya mà cái bên nóng hổi luôn nè. Lấy cái kim, lấy kim. Kim, kim. Lấy kim đi. Con kia đứt rồi. Lấy mấy cái kim đi. Ba mấy ký. Con hồi sáng đây hả? Mẹ đâu con? Ở ngoài đâu con? Dạ ngoại con đi công việc. Trời, Cường nó gánh tem ông nội ơi. Dư sức cập dư rồi. Thôi. Có cái đọa, cái đọa, cái đọa. Cái điện thoại của tôi quên đâu. Cái này ngoài 30 ký. 35kg thì chắc cú. Con này 35kg rồi. Kéo lên cha. Đúng rồi. Ba mấy ký rồi. Con này hơn 30 luôn hả? Hả? Bấm máy đi, bấm máy đi. Nè nè, sao nghe, nè sao nghe. Nè nha. Bụng ok. Con cần lên cho. Đứt lưỡi rồi. Trời ơi, đổ má. Rồi 35kg có dư. Rồi, 31. Đậu. Ê! 6kg. Ba mấy ký được rồi, nhiêu đó được rồi. Được rồi. Tham chi. Tại còn cái con bò kia đâu? Dư hơn ký luôn. 31 ký hả? Ừ. 31 ký. Câu không? 31 ký 4. Không có cá. Ai cho mượn cá giùm mình.
cá nào câu đâu nó chụp. Tú ơi, bắt bò Tú ơi. Hết nhà rồi. Kêu anh Tú. Tú mới đánh thứ rồi đó. Tú ơi. Rắc cứng quá. Tú, bắt bò nè. Bắt bò, bắt bò. Bắt bò. Nó đang dọn đồ. Thôi bên luôn kìa. Có đâu, mang á. Ăn á, nó đi đường kia mà. Con đi đúng không? Giữ bút lại. Giữ bút lại. Bảy lòn. Tại nổi không đủ mắt cái là mình dây bệnh á. Nổi. Dậy mày ra tiếp. Bỏ ra bắt ra đi. Chèo xuyên sống luôn. Con chịu con này tôi chụp con kia. Còn tiếng trên kéo chút tiếng. Còn kia đâu phải bò đâu. Kia phải bò đâu. Nó nhẹ mà. Bên kia chung con nữa. Bên kia coi nó ra bên kia thì cái nó kéo. Bên kia chung rồi. Bên dây lận. Con bò đưa cái đụ mắt cái bay lên bên trên. Quay đi không? Quay nổi không? Con nằm bệnh mà. Một thằng quay, một thằng kéo đi. Không được. Làm cái vụ đó làm. Nổi không? Rồi sốc. Đây cầm quay lên anh kéo con này coi. Hả? Cầm quay anh kéo phụ đó coi. Cái nổi không má? Cùng lắm nó lôi xuống rồi cầm cục pin luôn. Cùng lắm nó lôi xuống rồi gì luôn kìa. Thôi buồn cứ lại. Chưa. Nè quay luôn, hẹp đưa. Đó mày lại. Đưa lên. Đưa lên, hẹp đi, qua bên đây giống rồi, đưa lên hẹp đi. Đưa đi. Rồi, đang nè. Đang không á. Thôi. Đứng lại. Ừ, không nài súc quá. Để cho nó chạy rồi đứng im vậy đó. Rồi nó đứng im thì quánh. Đứng im thì quánh vô. Chừng vướng bên kia. Quay vô dây không? Bushido. Vô không? Không, nó qua tới đây rồi. Vướng rồi á. Má không đụng má quay vô quýnh luôn rồi. Nhỏ dướng quánh luôn chứ không lẽ giờ dướng thả. Vô rồi, tao kéo vô rồi. Vô luôn rồi, kéo đuôi. Còn con chạy nữa, con chạy lắm. Chạy đuôi cho Tấn đi rồi, chạy đuôi. Vô Tấn, chạy lại. Tấn hụt cho mấy thằng kéo mắc cười. Tới Tấn là nha anh em. Hết pin luôn. Hết đầu hết. Tắt rồi. Không có. Cái chừng vô mặt. Nè nè, chú đi. Cá trắng. Má, cái trắng cỡ đó lụn má chết. Không đỡ được đâu, dưới cái lưỡi trong đó rồi, không đỡ được. Cả hồi đứng dưới đường này. Từ từ cho nó mệt chút xíu đi, kéo lê đi, nó lên rồi. Được, cái này đủ quá, móng cái cắt nước ra.
từ 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 đi tí hả. Quà kẻ được cú chót. Lấy cái kèm đi, lấy cái kèm kẹp cái đuôi vô. Cầm đi tao bắt cho nè. Cầm cái kèm đi. Lấy cái kèm kẹp cái đuôi vô. Hạ cái dây ra. Hạ cái dây ra coi. Cắt cái dây luôn coi. Lấy cái kèm. Lấy kèm ra kìa, lấy kèm ra nè. Chụp hình, chụp hình. Để cho nó sạch. Ké ké chụp hình á. Rồi, mở cái dây cho người ta. Giờ lên, giờ lên. Ừ. Chụp hình cho nó kìa. Trời, nó chờ nãy giờ em sao mà bưng không nổi đâu. Trời ơi, chết nữa. Ê, nó gồng nè. Chụp vậy? Chụp vậy? Chừng đó mẹ. Ê, 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 ê. Bên, chụp bên.